Chúng ta sẽ vào dạng 3 là con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực. Chúng ta sẽ vào dạng 3 là con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực. Ngoại lực. Thì đối với các dạng trước chúng ta học thì trong quá trình dao động của con lắc đơn thì con lắc đơn sẽ chịu tác dụng của trọng lực này, lực căng dây đúng không? Thì đối với dạng 3 này thì bây giờ ở dạng 3 thì trong quá trình dao động thì con lắc đơn sẽ chịu thêm một ngoại lực nữa. Được chưa? Thì sẽ làm thay đổi những cái gì của lắc đơn, thay đổi điều gì của lắc đơn thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu này. Nào, dấu sao đầu tiên là một số lý thuyết về ngoại lực. Dấu sao đầu tiên là một số lý thuyết về ngoại lực. Một số lý thuyết về ngoại lực. Vậy, lưu ý ở trong dạng 3 này chúng ta sẽ nghiên cứu chủ yếu là hai ngoại lực. Một là lực điện, hai là lực quán tính. Thì ở trong hai lực này thì cái loại lực tỷ lệ thi cao hơn đó chính là lực điện. Và lực điện là chúng ta đã được học ở bài đầu tiên của vật lý lớp 11 cho bạn. Thì chúng ta sẽ vào phần đầu tiên một nhỏ. Phần đầu tiên này là lực điện. Lực điện các bạn ghi hay thi, hay thi, hay thi. Các bạn tập trung thật kỹ vào vấn đề về lực điện nhé, vì đây là nội dung người ta hay khai thác nhất ở trong phần dạng 3 con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực. Thì cái ngoại lực đầu tiên chúng ta cùng xét với nhau đó chính là lực điện. Lực điện, lực điện hay còn gọi là lực Coulomb, hay còn gọi là lực tương tác điện tích, được chưa? Thì chúng ta có như sau, dấu sao gạch đầu tiên là vấn đề về biểu thức. Biểu thức, vấn đề biểu thức. Các bạn lưu ý là vectơ F điện thì bằng Q nhân vectơ E. Vectơ F điện thì bằng vectơ F điện thì bằng Q nhân vectơ E. Vectơ E. Nào các bạn ơi, chúng ta có mấy loại điện tích nhỉ? Bạn lưu ý này. Q ở đây là điện tích. Được chưa? Q ở đây là điện tích. Còn E ở đây là vectơ cường độ điện trường. Thì anh hỏi các bạn này, chúng ta có mấy loại điện tích nhỉ các bạn nhỉ? Nào, chúng ta sẽ có mấy loại điện tích các bạn ơi? Chúng ta sẽ có mấy loại điện tích nào? Thì các bạn phải lưu ý là chúng ta sẽ có hai loại điện tích, một là quy dương, hai là quy âm. Được chưa các bạn? Vậy khi quy dương thì chúng ta sẽ có điều gì? Thì các bạn sẽ ghi tiếp này, các bạn lưu ý này. Bạn nhớ là khi điện tích chúng ta xét mà dương thì rõ ràng là vectơ F điện bằng một số dương nhân vectơ E, thì rõ ràng là hai vectơ này cùng phương và cùng chiều với nhau. Bạn nhớ ghi nốt vào, được chưa? Nếu Q lớn hơn 0, Q lớn hơn 0 thì các bạn suy ra là F điện sẽ cùng phương và cùng chiều vectơ E. Sẽ cùng phương và cùng chiều vectơ E. Và trường hợp còn lại thì khi Q âm được chưa? Thì các bạn sẽ suy ra là vectơ F điện sẽ cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ E. Sẽ cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ E. Các bạn nhớ kỹ này vào. Lưu ý nhá, cái dấu của điện tích nó sẽ quyết định cái chiều của lực điện. Bạn nhớ nhá, và trong mọi trường hợp thì lực điện luôn cùng phương, nhớ, lực điện luôn cùng phương với vectơ cường độ điện trường. Nhưng nếu quy dương thì lực điện cùng phương cùng chiều, còn nếu quy âm thì lực điện sẽ cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ cường độ điện trường. Rất quan trọng, lưu ý vào nhá. Được chưa? Tiếp tục là vấn đề về độ lớn. Tiếp tục là về vấn đề về độ lớn này, độ lớn. Thì các bạn lưu ý là F điện thì bằng trị tuyệt đối của Q nhân E. F điện thì bằng trị tuyệt đối của Q nhân E. Nhân E. Và cường độ điện trường E chúng ta có một công thức tính là bằng U chia D, bằng U chia D. Vậy F điện của chúng ta sẽ có công thức nữa là bằng trị tuyệt đối của Q nhân với cả U chia D. U chia D. Các bạn lưu ý nhá, nếu chúng ta xét về khía cạnh độ lớn thì F điện sẽ tính bằng trị tuyệt đối của Q nhân E. Và chính là bằng trị tuyệt đối của Q nhân U chia D. U chia D. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng giải thích một số lượng đây này. Chúng ta sẽ cùng giải thích một số lượng nhá. Thứ nhất, E ở đây là độ lớn cường độ điện trường. E ở đây là độ lớn cường độ điện trường. E là độ lớn cường độ điện trường. Tiếp tục,
U ở đây là hiệu điện thế giữa hai bản kim loại. U ở đây chính là hiệu điện thế giữa hai bản kim loại. Hiệu điện thế giữa hai bản kim loại. Còn D ở đây là khoảng cách giữa hai bản kim loại. Còn D ở đây chính là khoảng cách giữa hai bản kim loại. Hai bản kim loại. Nó rất ngắn gọn thôi, nó không quá khó. Được chưa? Bạn cần phải nhớ cho anh là trong trường này chúng ta đang xét lực điện. Đó thì đây là những cái quan trọng nhất của lực điện các bạn cần phải có để các bạn có thể làm được dạng 3 này. Vậy một cái dấu hỏi đặt ra như sau. Vậy chúng ta dựa vào dấu hiệu nào và chúng ta dựa vào đâu để chúng ta biết là trong trường hợp này con lắc đơn đang chịu thêm tác dụng của lực điện? Đó là cái điều khá quan trọng luôn nhá, bạn lưu ý này. Ngoài những cái công thức cơ bản ra thì các bạn cần phải biết thêm là cái dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu để chúng ta có thể xác định là trong trường hợp này con lắc đơn nó đang chịu thêm tác dụng của lực điện. Thì sẽ cho các bạn một cái kinh nghiệm và một cái dấu hiệu rất quan trọng như sau. Đó, chúng ta sẽ ghi một cái nốt cho anh, một cái nốt. Gọi đi ra chúng ta có một cái nốt. Lực điện xuất hiện khi con lắc đơn mang điện tích. Được chưa? Chúng ta có một cái nốt là lực điện xuất hiện khi con lắc đơn mang điện tích. Khi con lắc đơn mang điện tích và đang dao động trong một điện trường đều. Bạn nhớ này vào. Lực điện xuất hiện khi con lắc đơn mang điện tích và đang chuyển động trong điện trường đều. Cứ nhớ trong một bài toán liên quan tới con lắc đơn mà đề bài cho bạn là con lắc đơn này đang mang điện tích thì gần như là chắc chắn nó rơi vào dạng 3 này để cho các bạn. Nào các bạn đã nốt xong trên bảng chưa? Nếu nốt xong thì các bạn comment chữ OK lên. Nào, nếu các bạn đã nốt xong những nội dung ở trên slide thì các bạn comment chữ OK lên nào. Cố gắng tương tác nhá. Nào, các bạn ghi xong chưa? Nào, tiếp tục chúng ta sẽ sang một loại lực tiếp theo này. Dấu sao theo là lực quán tính, lực quán tính. Và các bạn ghi mở ngoặc ra tỷ lệ thi thấp, được chưa? Tỷ lệ thi là thấp. Giữa lực quán tính và lực điện thì rõ ràng lực quán tính cái tỷ lệ người ta ra trong đề thi sẽ thấp hơn lực điện rất nhiều. Bạn lưu vào. Nhớ nhá, lực quán tính thì tỷ lệ thi sẽ thấp. Tỷ lệ thấp. Nào, chúng ta sẽ cần có một số cái chú ý về lực quán tính như sau. Thứ nhất là về vấn đề về biểu thức. Nhớ này, đầu tiên là về vấn đề biểu thức. Thì chúng ta có như sau, bạn nhìn này, vector F quán tính, nhớ này, lực quán tính người ta kêu là FQ, được chưa? Thì vector lực quán tính bằng trừ M nhân vector A. Vector lực quán tính bằng trừ m nhân vector a. Vector a. Được chưa bạn? Thì bạn nhìn này, bạn nhìn rõ ràng này đúng không? Nào anh thử hỏi các bạn nhé, trong trường này từ cái biểu thức của lực quán tính, bạn thử so sánh cho anh lực quán tính nó như thế nào so với chiều của gia tốc. Nào, lực quán tính ở trong trường này sẽ như thế nào so với gia tốc. F quán tính bằng trừ m nhân vector a đúng không? Thì rõ ràng là hai vector này là hai vector đối, hai vector gì đây, vector F quán tính này bằng bằng một số âm nhân vector a đúng không? Thì rõ ràng là trong trường này hai vector này là hai vector ngược chiều nhau. Vậy các bạn sẽ suy ra một cái mũi tên nó khá quan trọng như sau. Các lưu ý này, bạn suy ra lực quán tính luôn cùng phương và ngược chiều với gia tốc. Luôn cùng phương và ngược chiều với gia tốc. Nhớ kỹ vào nhớ, luôn cùng phương và ngược chiều với gia tốc. Cùng phương và ngược chiều với gia tốc.
Nhưng các bạn phải hiểu vấn đề này, thằng gia tốc này không phải là thằng gia tốc của Colobdell, các bạn lưu ý nhá, mà gia tốc này là gia tốc của cái gì thì tí nữa các bạn sẽ rõ ngay. Các bạn lưu ý này, cái gia tốc này không phải là gia tốc của Colobdell, bạn lưu ý nhá, bạn lưu ý này, gia tốc này không phải là gia tốc của Colobdell, và gia tốc này là gia tốc gì thì tí chúng ta sẽ rõ ngay. Nhưng mà nhớ luôn là cái này nhá, nó không phải là gia tốc trong dao động điều hòa đâu, được chưa, mà nó là gia tốc gì thì tí chúng ta rõ ngay này. Kế tiếp này, nếu chúng ta xét về khía cạnh độ lớn, nếu chúng ta xét về khía cạnh độ lớn đúng không, chúng ta có là F quán tính bằng M nhân A. Nếu chúng ta xét về khía cạnh lực quán tính về độ lớn nhá, thì chúng ta có là F quán tính bằng M nhân A, bằng M nhân A, bằng M nhân A. Được chưa các bạn? Bằng M nhân A. Vậy các bạn lưu ý này, cái lực quán tính thì nó sẽ xuất hiện trong những dạng bài nào và khi nào, và cái dấu hiệu nào cho chúng ta biết là trong trường hợp này, trong trường hợp này con lắc đơn đang chịu thêm tác dụng của lực quán tính này. Thì các bạn nghe rõ này, chúng ta sẽ có một cái nốt khá quan trọng như sau, các bạn lưu ý. Lực quán tính xuất hiện khi treo con lắc. Bạn lưu ý nhá, lực quán tính xuất hiện khi treo con lắc trong thang máy. Khi treo con lắc, nhớ là khi treo con lắc đơn. Lực quán tính xuất hiện khi treo con lắc đơn trong thang máy hoặc ô tô đang chuyển động biến đổi đều với gia tốc là A. Bạn nhớ câu này vào nhá, bạn nhớ này, lực quán tính xuất hiện khi con lắc đơn được treo trong thang máy hoặc ô tô đang chuyển động biến đổi đều với gia tốc bằng A. Vậy bạn phải phân biệt cho anh nhé, cái gia tốc ở trong công thức tính lực quán tính ấy, nó không phải là gia tốc của con lắc đơn, mà nó là gia tốc của cái thang máy, của cái ô tô chứa con lắc đơn. Bạn phải phân biệt rõ điều này nhá. Và phân biệt rõ này, cái gia tốc ở trong công thức tính lực quán tính nó là gia tốc của thang máy, nó là gia tốc của ô tô, nó chứa con lắc đơn, chứ không phải đó là gia tốc của lắc đơn. Nhớ kỹ điều này vào, được chưa? Nào, anh hỏi các bạn, chúng ta học ở lớp 10 rồi, chúng ta có mấy loại chuyển động thẳng biến đổi đều các bạn nhỉ? Nào, anh hỏi các bạn này, ở lớp 10 chúng ta có mấy loại chuyển động thẳng biến đổi đều các bạn ơi? Biến đổi đều nào? Chúng ta sẽ có hai loại đúng không? Một là nhanh dần đều, hai là chậm dần đều, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ ghi tiếp này. Các bạn lưu ý nhá, các bạn lưu ý này. Gọi lưu ý đây chúng ta này, bạn nhớ trường hợp này là chúng ta đang có một con lắc đơn, được chưa, một con lắc đơn nó được treo trong một cái ô tô và cái ô tô này đang chuyển động biến đổi đều với gia tốc là bằng A. Thì bạn phải nhớ là cái A ở trong công thức tính lực quán tính nó là gia tốc của ô tô chứ không phải là gia tốc của con lắc đơn, được chưa? Thì gọi lưu ý, chúng ta sẽ có hai loại chuyển động, một là khi vật chuyển động nhanh dần đều. Vật ở đây là cái ô tô, là cái thang máy chứ không phải là con lắc đơn, nghe rõ chưa? Ngày đầu tiên là khi vật chuyển động nhanh dần đều. Khi vật chuyển động nhanh dần đều thì bạn nhớ là vận tốc của ô tô sẽ cùng chiều với gia tốc của nó, bạn lưu ý nhá. Khi vật chuyển động nhanh dần đều thì vectơ vận tốc của vật nhá. Vật ở đây là vectơ vận tốc của ô tô ấy, nó sẽ cùng phương cùng chiều với vectơ gia tốc. Được chưa? Còn khi vật chuyển động chậm dần đều, bạn nhớ nhá, khi vật chuyển động chậm dần đều thì vectơ vận tốc của ô tô sẽ cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ gia tốc của ô tô. Anh nhắc lại lần cuối là cái gia tốc ở trong lực quán tính nó là gia tốc của ô tô, của thang máy, được chưa, chứ nó không phải là gia tốc của con lắc đơn. Các bạn nhớ kỹ điều này vào cho anh.
Nào các bạn ghi xong chưa nhỉ? Các bạn ghi xong chưa nhỉ? Các bạn ghi xong thì các bạn cho anh cái chữ comment lên nào. Nào các bạn nốt xong chưa? Thì đó là chúng ta đang xét về phần lý thuyết của lực quán tính. Các bạn cứ nhớ là lực quán tính sẽ xuất hiện khi con lắc đơn được treo trong thang máy hoặc ở trong ô tô và thang máy đó đang chuyển động biến đổi đều. Các bạn nhớ kỹ này vào. Được chưa? Nào, chúng ta đã chuyển sang dấu sao theo là phần phương pháp. Dấu sao tiếp theo là phần phương pháp. Dấu sao tiếp theo là về vấn đề phương pháp này. Để cho các bạn. Phương pháp. Thì trong tất cả các bài tập ở dạng 1, ở dạng 2 chúng ta học thì cái chu kỳ của con lắc đơn là chúng ta đang xét ở trong trường hợp là con lắc đơn chưa chịu tác dụng của ngoại lực. Cho bạn. Thì gạch đầu dòng đầu tiên là khi chưa có ngoại lực tác dụng. Khi chưa có ngoại lực tác dụng. Khi chưa có ngoại lực tác dụng thì con lắc đơn sẽ dao động với chu kỳ rồi cái chu kỳ này nó rất là quen thuộc đúng không, chúng ta dùng khá là nhiều luôn này. Rồi với chu kỳ t bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia g, nhớ nhá, t bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia g đúng không, của l chia g. Đó thì từ dạng 1 đến tận dạng 2, hết dạng 2 thì chúng ta đều dùng công thức tính chu kỳ này. T bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia G. Đúng không các em? Thì bạn lưu ý này, cái G ở đây lưu ý nhá. L rõ ràng nó là chiều dài, được chưa? Của gì? Chiều dài của con lắc đơn. Còn G ở đây nó chính là gia tốc trọng trường. Thì cái gia tốc trọng trường này nó tính như nào? Các bạn nhớ này, với này, G được tính bằng P chia M. P nó chính là trọng lượng của con lắc đơn. Được chưa? Vậy như vậy nhá, cái g ấy, cái g nó chính là gia tốc trọng trường đúng không? Thì được tính bằng trọng lực nhân trọng lực mà chia cho khối lượng của lắc đơn, với g bằng p chia m. Lưu ý nhá, p ở đây nó chính là trọng lượng của lắc đơn. Để cho các bạn trọng lượng của lắc đơn. Tiếp tục, cái tiếp theo như sau là khi có ngoại lực tác dụng thì con lắc đơn sẽ dao động với chu kỳ. Các bạn có thể hiểu cách đơn giản là khi có ngoại lực tác dụng lên con lắc đơn thì sẽ làm thay đổi cái chu kỳ của con lắc đơn. Nhớ nhá, trong những bài tập liên quan tới con lắc đơn mà có thêm ngoại lực tác dụng vào nó thì chắc chắn sẽ làm thay đổi chu kỳ dao động của con lắc đơn. Để cho bạn, thì nhớ câu này vào. Tức là khi có lực điện vào thì chắc chắn chu kỳ sẽ thay đổi. Có lực quán tính vào thì chắc chắn chu kỳ thay đổi. Và thay đổi như thế nào thì chúng ta cùng xét này. Rồi, bạn lưu ý này. Khi đó chu kỳ chúng ta sẽ chuyển thành chu kỳ hiệu là T hiệu dụng. Tức là chu kỳ hiệu dụng. Được chưa? Thì bằng 2π, chu kỳ T bằng 2π căn bậc 2 của L chia cho G hiệu dụng. G hiệu dụng. Bạn nhớ nhá. Thì chu kỳ sẽ thay đổi, được chưa? Thành T hiệu dụng, với T hiệu dụng bằng 2π, bằng 2π căn bậc 2 của L chia cho G hiệu dụng. Chia G hiệu dụng. Nếu G người ta gọi là gia tốc trọng trường thì G hiệu dụng thì người ta sẽ gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng. Chưa bạn? Đó, vậy cái vấn đề như sau, khi có lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực, tức là có ngoại lực vào thì sẽ làm thay đổi chu kỳ của nó. Vì sao chu kỳ thay đổi? Chu kỳ thay đổi đây là do cái thằng gia tốc nó thay đổi, gia tốc trọng trường ấy, đúng không? Nó sẽ thay đổi.
Thì đây các bạn suy ra này, đây quan trọng nhá, với này, bạn nhớ này, với này, g hiệu dụng, với g hiệu dụng, được chưa, bằng p hiệu dụng chia m, với g hiệu dụng, với g hiệu dụng bằng p hiệu dụng chia m. Với g hiệu dụng bằng p hiệu dụng chia m, p hiệu dụng chia m. G hiệu dụng là gia tốc trọng trường hiệu dụng. Còn p hiệu dụng là trọng p, p hiệu dụng ấy nó là trọng lực hiệu dụng. Còn m ở đây nó vẫn là khối lượng của các đơn. Vậy trong tình huống này thì cái thằng p hiệu dụng tính như thế nào? Thì các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý nhá. Tiếp tục này. Chúng ta có vector p hiệu dụng. Chúng ta có vector p hiệu dụng. Chúng ta có vector p hiệu dụng bằng vector p cộng với cả vector f. Vector f tức là vết, tức là trọng lực hiệu dụng nhá. Nếu chúng ta xét vector là trọng lực hiệu dụng thì sẽ bằng vector trọng lực cộng với cả vector ngoại lực ấy. Cái thằng f nhá, lưu ý này, cái thằng f ở đây nó chính là ký hiệu của ngoại lực, bạn nhớ nhá. Với vector p hiệu dụng, vector p hiệu dụng bằng vector p cộng với cả vector f. Cái f ở đây, nhớ f ở đây chính là ký hiệu của ngoại lực, của ngoại lực. Bạn nhớ vào nhá. Bạn nhớ vào, cái f nhớ nhá, f ở đây chính là ký hiệu của ngoại lực, của ngoại lực. Vậy nhớ này, vector p hiệu dụng chính là bằng vector p cộng với cả vector f, và g hiệu dụng thì bằng p hiệu dụng chia m. Và tóm lại, khi có ngoại lực tác dụng vào con lắc đơn thì chắc chắn sẽ làm thay đổi chu kỳ của lắc đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tính chu kỳ sẽ bằng 2pi căn bậc 2 của l chia cho g hiệu dụng, được chưa nào? Các bạn ghi xong chưa nhỉ các bạn ơi? Các bạn ghi xong thì các bạn comment cho anh chữ ok lên để anh chuyển sang slide tiếp theo nào. Các bạn nghe chưa nhỉ các bạn ơi? Các bạn nghe chưa? Chờ nào, chúng ta sẽ chuyển sang nội tiếp theo này. Đã cùng phân tích nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào kiểu 1. Chúng ta sẽ vào kiểu 1. Bây giờ chúng ta sẽ vào kiểu 1 này. Kiểu 1 là ngoại lực có phương thẳng đứng. Chúng ta sẽ vào kiểu 1 là ngoại lực có phương thẳng đứng. Kiểu 1 là ngoại lực có phương thẳng đứng. Ngoại lực có phương thẳng đứng. Được chưa bạn? Nào, bây giờ chúng ta sẽ chia quyển vở làm hai bên, hai bên. Ngoại lực có phương thẳng đứng này, các bạn chia cho anh này. Nó ngắn ngắn thôi, nó không có dài quá đâu nhá. Chúng ta sẽ vào kiểu 1 là ngoại lực có phương thẳng đứng, được chưa? Thì bạn nhớ này, cái phương thẳng đứng nó cũng chính là phương của trọng lực P, của trọng lực P. Vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp đây, hai trường hợp. Được chưa? Trường đầu tiên là cái ngoại lực của chúng ta có phương thẳng đứng và nó cùng chiều với trọng lực P, tức là cùng phương, được chưa? Cùng chiều với trọng lực P. Được chưa bạn? Trường bên này thì rõ ràng là cái ngoại lực chúng ta tác động thêm vào, được chưa? Nó cùng phương nhưng nó ngược chiều, cùng phương nhưng nó ngược chiều với trọng lực P, được chưa? Sẽ có hai trường hợp, nhớ này. Trong trường hợp ở kiểu 1 này là chúng ta đang xét ngoại lực có phương thẳng đứng thì sẽ có hai trường hợp. Một là ngoại lực nó cùng phương cùng chiều với trọng lực P,
Trường hợp thứ hai là ngoại lực cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực P, được chưa bạn? Thì ở đây bạn bắt buộc phải với hình vào này, bắt buộc phải hình vào. Ví dụ là có đơn đây nhá, đây là có đơn này. Thì bạn nhớ là trọng lực P luôn có phương thẳng đứng, luôn có phương thẳng đứng hướng xuống. Bạn nhớ nhá, trọng lực P luôn có phương thẳng đứng hướng xuống này. Được chưa? Và trường đầu tiên, trường này thì ngoại lực cũng có phương thẳng đứng và cùng chiều, chúng ta vẽ này. Ngoại lực đây. Có phương thẳng đứng và cùng chiều. Đây, đây là ngoại lực. Chưa các bạn? Còn trường này thì sao? Còn trường này thì sao? Trường này thì trọng lực vẫn có phương thẳng đứng hướng xuống như này. Được chưa? Và các bạn lưu ý là trong mọi trường hợp thì trọng lực nó luôn lớn hơn ngoại lực nhá. Bạn nhớ này, ở đây chúng ta đang xét trường hợp là ngoại trọng lực nó luôn lớn hơn ngoại lực tác dụng thêm vào. Đúng không? Cái trường này thì ngoại lực chúng ta vẽ thẳng đứng hướng lên này. Thẳng đứng hướng lên như này. Đó, lưu ý không? Đây, chúng ta có hai trường hợp như này. Được chưa các bạn? Đấy, các bạn phải nhớ một điều này, các bạn nhớ một điều nhá, bạn nhớ này, cái vector P hiệu dụng chúng ta vừa nói ở trên đúng không? Thì nó bằng hai vector là vector P cộng với cả vector F, được chưa? Nào, anh hỏi các bạn, vậy trong trường hợp đầu tiên là nếu ngoại lực cùng phương cùng chiều với trọng lực, ngoại lực cùng phương cùng chiều với trọng lực P, thì bây giờ chúng ta suy ra ngay P hiệu dụng chúng ta tính như nào? Nào, chúng ta suy ra trong trường này P hiệu dụng tính nào? Vector P nhớ này, P hiệu dụng nó là hợp lực, nó là hợp lực của trọng lực P với ngoại lực F. Mà trong trường hợp này hai lực này đang cùng phương, được chưa? Cùng chiều với nhau thì bây giờ P hiệu dụng sẽ tính như thế nào các em ơi? Nào, hai lực đang cùng phương cùng chiều với nhau thì bây giờ cái P hiệu dụng chúng ta sẽ tính như thế nào các bạn nhỉ? Học rồi đúng không? Hai cái này nó cùng chiều với nhau thì rõ ràng là P hiệu dụng sẽ bằng P các bạn cộng F, chờ P cộng F. Được chưa bạn? Thì đến đây chúng ta có như sau này. Các bạn nhớ là P hiệu dụng đúng không? Thì bằng M nhân với cả G hiệu dụng, Được chưa? Trọng lực P bằng M nhân G và bạn cộng với F, Được chưa? Cộng với F. Và đến đây các bạn đã tìm ra ngay được G hiệu dụng trong trường này, G hiệu dụng. Bạn chia đồng thời cả hai vế cho khối lượng, bạn chia đồng thời cả hai vế cho khối lượng đúng không? Thì ở đây còn lại G này và cộng với F chia M. Đây, trường đầu tiên chúng ta đây. Đây là trường đầu tiên của chúng ta. Gọi lưu ý vào. Được chưa? Còn chiều bên này thì sao các bạn nào? Chiều bên này thì sao này? Các bạn lưu ý này, chiều bên này thì sao? Bạn nhớ này, trong cái trường hợp mà ngoại lực cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực P, cùng phương nhưng ngược chiều thì trong trường này P hiệu dụng, học rồi đúng không? Cùng phương ngược chiều thì P hiệu dụng sẽ bằng P trừ đi ngoại lực F. Nhớ trong mọi trường hợp thì trọng lực P nó luôn lớn hơn ngoại lực tác dụng thêm vào, được chưa các bạn? Thì đây các bạn cũng chứng minh tự này. P hiệu dụng thì bằng M nhân với cả G hiệu dụng. Được chưa? P thì bằng M nhân G và các bạn trừ đi F, Được chưa? Và đến đây các bạn cũng suy ra được một công thức tính G hiệu dụng, bằng chia đồng thời cả hai vế cho M, chia đồng thời cả vế M ta có là bằng G này, ta trừ đi F chia M, ta trừ đi F chia M. Đó là chuyện đi F trên M. Chào bạn, bạn lưu ý nhá. Đó, bạn thấy không? Nào, bây giờ sau khi đó các bạn nhớ này, trường hợp này là chúng ta đang xét ngoại lực, nhớ ngoại lực có phương thẳng đứng, đúng không? Có phương đứng. Thì sẽ xảy ra hai tình huống, một là thẳng đứng và cùng chiều với trọng lực, hai là thẳng đứng và ngược chiều với trọng lực, đúng không?
Thì đây chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau. Đánh mũi tên suy ra nhớ nhá, hết. Bây giờ chúng ta viết chung nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ viết chung, đúng chưa? Viết chung. Đó, chúng ta đánh mũi tên suy ra kết luận. Kết luận. Kết luận. Chờ bạn. Thì bạn nhớ này, rõ ràng chúng ta gộp cả hai trường hợp này vào ta có g hiệu dụng đúng không? Sẽ bằng này. G này đúng không? Nhớ này, chia 1 là cộng, chia 2 là trừ, vậy ta gộp cả vào nó chính là cộng hoặc trừ, được chưa? F chia M, F chia M. Nhớ bao nhiêu? Trong trường hợp này g hiệu dụng chính là bằng g cộng hoặc trừ F chia M. Nhớ điều này vào. Cái này là cái các bạn cần phải nốt thật kỹ vào này đây. Nhớ trong trường hợp kiểu một này thì g hiệu dụng sẽ có hai khả năng xảy ra là bằng g cộng hoặc bằng g trừ, được chưa? Vậy đến đây các bạn hãy suy ra ngay t hiệu dụng, t hiệu dụng, t hiệu dụng. Để cho bạn suy ra t hiệu dụng, bạn nhớ này, t hiệu dụng sẽ bằng 2 pi, 2 pi, để cho bạn nhân căn bậc 2 của l chia cho g hiệu dụng, mà g hiệu dụng sẽ bằng g này cộng hoặc trừ f chia m, f chia m. Bạn nhớ kỹ vào nhá, cộng hoặc trừ f chia m. Đó. Một cái quan trọng nhất anh hãy đưa cho các bạn đó chính là kinh nghiệm, được chưa? Nào, dấu sao tiếp theo là kinh nghiệm. Dấu sao tiếp theo là kinh nghiệm. Các bạn nhớ này, cái kinh nghiệm này nó khá quan trọng luôn, nhớ kỹ vào nha. Nếu, được chưa? Nếu chu kỳ t hiệu dụng, bạn nhớ nhá, t hiệu dụng là gì? T hiệu dụng ở đây chính là chu kỳ của con lắc đơn khi nó chịu tác dụng của ngoại lực nó lớn hơn chu kỳ ban đầu. Chu kỳ ban đầu là gì? Chu kỳ ban đầu là chu kỳ khi chưa chịu tác dụng của ngoại lực, được chưa bạn? Nào, thì hỏi bạn nếu t hiệu dụng lớn hơn t thì g hiệu dụng được chưa, nó như thế nào so với g? Các bạn comment lên. Nào các bạn comment lên. Nào, nếu T hiệu dụng nó lớn hơn T thì G hiệu dụng nó phải như thế nào so với G? Nó phải như thế nào so với G? Nào các bạn, nó phải so như nào so với G? Anh đang dạy các bạn cái suy luận nhá. Bạn nhớ này. Chu kỳ T thì bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia G đúng không? Rõ ràng là chu kỳ thì tỷ lệ nghịch với G. G càng lớn thì chu kỳ càng nhỏ, mà và g càng nhỏ thì chu kỳ càng lớn. Vậy trong trường hợp này chúng ta đang có t hiệu dụng đang lớn hơn t thì g hiệu dụng đây nó phải nhỏ hơn g, nó phải nhỏ hơn g. Anh đã dạy các bạn cái suy luận nhá, tập trung vào, nó nhỏ hơn g, được chưa bạn? Đến đây các bạn suy ra tiếp, g hiệu dụng nhỏ hơn g. Nhớ cái ví dụ này, g hiệu dụng nhỏ hơn g, vậy trong tình huống này g hiệu dụng sẽ tính như nào các bạn? Nào, bạn nhớ trong trường hợp có phương đứng thì g hiệu dụng có hai trường hợp, một là bằng g cộng, hai là bằng g trừ, đúng không? Vậy trong trường hợp này chúng ta đang có g hiệu dụng nhỏ hơn g, vậy anh hỏi bạn ở đây chúng ta sẽ lấy dấu trừ hay dấu cộng nào? Các bạn comment lên. Nào các bạn, nào các bạn ơi, cố gắng hiểu bài này. Ở trường hợp ở kiểu một này chúng ta có hai tình huống xảy ra, một là ta lấy g cộng, hai là lấy g trừ, đúng không? Và nhưng ở trong trường hợp này đang suy luận là g hiệu dụng nhỏ hơn g, nhón g đúng không? Vậy ở đây phải là g trừ g cộng nào? G trừ g cộng phải là g trừ đúng không? Phải là g trừ, vì g hiệu dụng nó nhỏ hơn g mà, thì nó phải là g trừ f chia m đang là cái kinh nghiệm cho bạn này, đúng chưa? Và bạn lưu ý dấu trừ xảy ra tức là chúng ngược chiều nhau, ngược chiều nhau, vậy p nhỏ hơn p cùng phương và ngược chiều f. Bạn cứ nhớ xảy ra dấu trừ là chúng ngược chiều nhau, vì nó phải ngược chiều thì nó mới trừ được nhau, được chưa? Vậy nhớ này, nhớ này, lớn hơn này, ngược lại nhỏ hơn này, dấu trừ này, ngược chiều này, đó, cứ phải nhớ một điều như này, được chưa? Nhớ này, xảy ra dấu trừ ở đây tức là ngoại lực tác dụng lên nó sẽ ngược chiều với trọng lực. Cứ nhớ là xảy ra dấu trừ, g trừ đi
thì cái ngoại lực tác dụng vào phải nhỏ hơn, phải cùng phương nhưng ngược chiều trọng lực P. Chưa bạn? Còn chiều tiếp theo là nếu nếu chưa bạn, T hiệu dụng nhỏ hơn, T hiệu dụng nhỏ hơn T. Bạn nhớ nhá, nếu T hiệu dụng nhỏ hơn T thì bạn nhớ này, đảo ngược lại là G hiệu dụng sẽ lớn hơn G, đúng không? Mà G hiệu dụng lớn G thì chắc chắn trong này G hiệu dụng sẽ phải bằng G các bạn cộng với F chia M. Đúng chưa? Và xảy ra dấu cộng, tức là chúng phải cùng chiều thì mới cộng được. Nhớ nhá, cùng chiều thì là cộng, ngược chiều thì sẽ là trừ, đúng không? Thì chỗ này là P sẽ cùng phương cùng chiều với ngoại lực tác dụng vào có đơn. Nhớ. Lưu ý vào. Được chưa các bạn? Đó, lưu ý vào. Một cái kinh nghiệm tiếp theo xảy ra như sau, bạn nhớ này. Nếu đi tiếp nhá, nếu nếu một kinh nghiệm tiếp theo này, được chưa? Khi khi ta lập tỷ lệ. Được chưa? Khi ta lập tỷ lệ. Được chưa? Khi ta lập tỷ lệ, nhớ câu này không nhá? Khi ta lập tỷ lệ thì các bạn lưu ý nhá, chúng ta lập tỷ lệ đây, tức là chúng ta lập tỷ lệ giữa giữa cái thằng T hiệu dụng này với thằng chu kỳ ban đầu. Bạn lưu ý nhá, cái lập tỷ lệ đây là lập tỷ lệ giữa chu kỳ ban đầu khi chưa chịu tác dụng của ngoại lực và chu kỳ lúc sau khi chịu tác dụng của ngoại lực, được chưa? Thì anh đưa các bạn một cái gợi ý này, bạn luôn lấy cái chu kỳ ban đầu khi chưa chịu tác dụng ngoại lực, bạn chia cho cái chu kỳ khi nó chịu tác dụng ngoại lực. Chờ vì sao? Đẩy lên này, vì nó bằng căn bậc 2. Nào các bạn, nếu chúng ta lấy T chúng ta chia cho T hiệu dụng thì bằng căn bậc 2 của G nào chia G nào nào. Chu kỳ bây giờ phải nhớ nhá, nào bằng G nào chia G nào là các bạn nào? G nào chia G nào nào? Lấy T mà chia T hiệu dụng thì ở đây sẽ bằng G hiệu dụng, G hiệu dụng. Được chưa? Các bạn chia cho G, G hiệu dụng các bạn chia cho G. Nhớ nhá, G dụng bạn chia G. Vậy các bạn có thể là ta là bình phương luôn, bình phương luôn. Vậy ta lấy T ta chia cho T hiệu dụng, được chưa? Các bạn bình phương lên, bình phương lên thì sẽ bằng G hiệu dụng các bạn chia G, các bạn chia G. Các bạn rõ điều này vào nhá, được chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ ví dụ một này. Vậy khi đọc đến đề bài mà chúng ta có cái câu mà con lắc đơn nó mang điện tích lại được đặt ở trong một điện trường đều thì chắc chắn chúng ta phải nhớ là cái ngoại lực ở đây, bạn nhớ nhá, ngoại lực tác dụng con lắc đơn. Ngoại lực ở đây. Được chưa các bạn? Thằng F ấy nó chính là lực điện, F điện. Nó chính là bằng F điện. Được chưa bạn? Nó chính là bằng F điện. Và F điện bạn tính kiểu gì? F điện bạn tính bằng trị tuyệt đối của Q các bạn nhân E, nhân E. Được chưa? Q bạn có chưa? Q của bạn là 5 nhân 10 ngũ trừ 6. E các bạn có chưa? Là 10 ngũ 4. Thì các bạn có tìm được cái lực điện không? Nào các bạn có tìm được lực điện không? Lực điện của chúng ta sẽ là 0,05, 0,05 Newton, Newton. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ hình vào. Bạn lưu ý này, con lắc đơn của chúng ta đây. Đây là con lắc đơn của chúng ta. Được chưa? Và con lắc đơn của chúng ta đang mang điện tích là dương, đang mang điện tích là dương, được chưa các bạn? Đang mang điện tích là dương. Và lực đầu tiên tác dụng con đơn nó chính là trọng lực P, thì lưu ý trọng lực P có chiều thẳng đứng xuống dưới, đây trọng lực P đây, được chưa bạn? Và các bạn cần phải quan tâm đến một dữ kiện trong đề bài là cái điện trường đều có chiều thẳng đứng hướng xuống, bạn nhớ nhá, điện trường đều có chiều thẳng đứng hướng xuống, như này. Tức là điện trường là gì? Cái điện trường này, cái điện trường đều này đã thể hiện cho các bạn là vector E, bạn nhớ nhá, bạn nhớ này. Vector E có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống đây. Chiều từ trên xuống. Đây. Đây chính là vector E, các bạn nhớ vào nhá, đây là vector E.
có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Để cho bạn nhớ nhá, điện trường chính là nói về vectơ E. Vectơ E có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới, đúng không? Ta vẽ là xuống dưới. Vậy quan trọng nhất trong trường này, anh hỏi các bạn, vì chúng ta có quy dương, điện tích của chúng ta là dương, vậy quy dương thì F điện nó như thế nào so với E? Các bạn ơi, các bạn ơi, nào, khi điện tích của chúng ta mà lớn hơn không thì F điện sẽ cùng phương và cùng chiều vectơ E, đúng không? Cùng chiều vectơ E, được chưa bạn? Cùng chiều vectơ E đó. Vậy rõ ràng trong trường này F điện của chúng ta cũng có phương thẳng đứng này, có phương thẳng đứng, có phương thẳng đứng, đúng chưa? Và chiều từ trên xuống dưới vì nó phải cùng chiều mà, cùng chiều E, cùng chiều E, đúng không? Các bạn nhớ ở này nhá, quy dương thì F điện sẽ cùng phương và cùng chiều với E, đúng không? Thì đây chính là F điện, F điện. Cho bạn, đây nó sẽ là F điện. Đó, thì đến đây chúng ta xong rồi đúng không? Ta ra rồi. Làm ban đầu mới làm ấy thì làm cứ từ từ thôi. Được chưa? Hiểu ra cái trường này bạn nhìn này, F điện, F điện, được chưa? Đang cùng phương cùng chiều với P. Thì từ trong trường này ta suy ra ngay P hiệu dụng, P hiệu dụng sẽ bằng P cộng với cả F điện, cộng với F điện. Hiểu vấn đề không? Bằng P cộng F điện. Được chưa? P tính nào? P thì bằng M nhân G. M có chưa? M là 0,01. Được chưa? G là 10, G là 10. Đó. Và cộng với cả F điện là 0,05. Được chưa? Thì các bạn hãy tìm ra ngay được P hiệu dụng. Nào, bạn tìm ra bao nhiêu? Bạn tìm ra thằng P hiệu dụng này sẽ là 0,15 Newton, 0,15 Newton. Được chưa các bạn? 0,15 Newton. Sau đó khi các bạn đã có P hiệu dụng rồi, bạn hãy tìm ngay được gia tốc trọng trường hiệu dụng là G hiệu dụng. Để cho bạn lưu ý là khi có ngoại lực thì bạn không lấy thằng G này để bạn tính chu kỳ. Thằng G này chỉ được lấy khi tính chu kỳ, khi chúng ta không có ngoại lực tác dụng. Còn khi có ngoại lực chúng ta phải tính theo G hiệu dụng, được chưa? G hiệu dụng thì bằng P hiệu dụng các bạn chia M. Bạn nào nhuyễn rồi thì có thể làm gộp các bước, chưa nhuyễn thì tách nó ra. M của chúng ta là 0,01. Được chưa? Thì G hiệu dụng của bạn tính ra sẽ là bằng 15 mét trên giây bình phương. Thì khi có G hiệu dụng rồi, bạn tính ngay T hiệu dụng. Được chưa? Bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho G hiệu dụng. Bạn thay số vào. Được chưa? Pi bạn lấy là căn 10 cho nó có đẹp một tí xíu này. L bạn có rồi là 50, bạn đổi ra là 0,5, bạn chia cho G là 15. G hiệu dụng là 15. Đó, bạn lưu ý không? Chưa? Nào thì các bạn lại ra bao nhiêu nhỉ? Nếu bạn đúng ấy, có phải bạn ra là 2 căn 3 các bạn chia 3 đơn vị là giây. Đúng nhỉ? Là chúng ta sẽ cùng nhau gỡ ví dụ 2 nhá. Nào, đến ví dụ 2 này. Thì đầu tiên có lắc đơn có khối lượng là 2 gam đang dao động với chu kỳ là 2 giây, thì nhớ 2 giây này là chu kỳ ban đầu là 2 giây. Để cho bạn, khi tích điện tích quy là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb rồi đặt vào một điện trường thẳng đứng thì chu kỳ của có lắc đơn là 2 căn 2 giây. Thì lưu ý 2 căn 2 giây này nó phải đóng vai trò là chu kỳ hiệu dụng là 2 căn 2 giây, 2 căn 2 giây. Được cho bạn, 2 căn 2 giây. Thì đến đây các bạn phải lưu ý một điều như sau, các bạn nên phải hình vào. Phải hình vào, bạn nhìn này đây nha. Bạn nhìn này, trọng lực P thì luôn thẳng đứng xuống dưới, không có điều gì thay đổi cả. Được cho bạn. Và trong trường này người ta cho các bạn là con lắc đơn đang tích điện tích là âm thì bạn viết âm vào. Đó, cứ để nguyên đó, tí chúng ta sẽ cùng nhau khai thác tiếp. Được chưa? Bây giờ khi người ta cho các bạn hai thằng chu kỳ như này thì bạn làm thế nào? Các bạn ơi, khi người ta cho bạn hai thằng chu kỳ như này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em nhỉ? Các em nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau lập tỷ lệ một cái đi. Chúng ta sẽ cùng nhau lập tỷ lệ một cái. Đã dạy kinh nghiệm rồi. Các bạn lấy T, các bạn chia cho T hiệu dụng cho anh.
đúng không? Và tích ý lấy bình phương luôn thì sẽ lo chính xác bằng g hiệu dụng, g hiệu dụng các bạn chia cho g, đúng không? Đó, khi người ta cho hai t này thì lập tỷ lệ đi, đúng không? Thì ở đây nó sẽ bằng gì nhỉ? T tỷ dụ là bằng 2, các bạn chia cho 2 căn 2, 2 căn 2. Được chưa? 2 căn 2. Được chưa bạn? Bình phương lên. Được chưa? Và cái này bạn tính ra bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây khi bạn lấy bình phương lên thì nó sẽ ra bao nhiêu đây? 2 chia 2 căn 2 mà bình phương lên thì các bạn có nó là 1 phần 2 đúng không? Nó là 1 phần 2. Giờ đây là 1 phần 2. 1 phần 2 này, được chưa? 1 phần 2. Ok chưa? 1 phần 2. Đó. Thì đây các bạn suy ra tiếp này, đúng không? Bạn suy ra g hiệu dụng chia g là 1 phần 2 thì đây các bạn suy thật nhanh ra là g hiệu dụng sẽ bằng, lưu ý g hiệu dụng sẽ bằng 1 phần 2 của g. Cứ để nguyên đó, tí dùng sau. Nào, đó tiếp đề bài. Đó tiếp đề bài, bạn nhìn này, đúng không? Bạn nhìn này, rõ ràng là g hiệu dụng đúng chưa? Nhỏ hơn g. Đó, g hiệu dụng bằng 1 phần 2 của g, đúng không? Thì rõ ràng là g hiệu dụng sẽ nhỏ hơn g, đúng không? Và các bạn phải nhớ một điều là trong cái trường này người ta cho các bạn là vectơ cường độ điện trường này, vectơ điện trường này, thẳng đứng. Tức là người ta đang cho bạn biết cái phương của nó là phương thẳng đứng đây. Phương của nó là phương thẳng đứng như này. Đúng chưa? Nhưng đề bài chưa cho bạn biết là thẳng đứng hướng lên hay thẳng đứng hướng xuống. Chỉ cho bạn biết là có phương thẳng đứng thôi, đúng không? Thì rõ ràng là nó có thể thẳng đứng hướng lên hoặc có thể thẳng đứng hướng xuống. Nói tóm lại là nó rơi vào trường hợp là trong tình huống này lực điện sẽ có phương thẳng đứng, đúng không? Đó, thì lưu ý này, ở đây chúng ta có ngay là F điện có phương thẳng đứng. Có phương thẳng đứng. F điện có phương thẳng đứng. Thì khi đó các bạn suy ra là cái thằng g hiệu dụng ấy nó sẽ chỉ có hai tình huống thôi, một là bằng g cộng, hai là g trừ F điện chia m. F điện chia m. Đúng không? Được chưa các bạn? Vậy nên suy luôn này, nó nhỏ hơn rồi, nó nhỏ hơn thì phải là g hiệu dụng. Nó nhỏ hơn thì bằng g hiệu dụng này bằng g trừ đi F điện chia m. Hay không? Thấy chưa? F điện chia m. Mà lưu ý để xảy ra dấu trừ thì nó phải làm sao các bạn ơi? Nào các bạn cùng comment lên. Nào, để ở đây xảy ra dấu trừ thì thằng F điện với thằng P nó phải như thế nào so với nhau các bạn ơi? Muốn là trừ thì nó phải ngược nhau, còn muốn là cộng thì nó phải cùng nhau. Vậy khi ở đây xảy ra dấu trừ thì nó phải cùng chiều nhau, nó phải cùng chiều nhau. À, nó xảy ra dấu trừ là sao nhỉ? Ở đây xảy ra dấu trừ thì nó phải ngược gì đây? Ngược chiều nhau đúng không? Phải ngược chiều nhau. Một thằng hướng lên, một thằng hướng xuống. Ok chưa? Thì rõ ràng chúng ta có ngay thằng F điện đang cùng phương nhưng ngược chiều với P đúng không? Đây ta vẽ F điện vào. Vẽ F điện vào. Đó, F điện đây. Đúng chưa? F điện ở đây. Được chưa các bạn? Nào, thì bây giờ anh hỏi các bạn một câu. Vectơ E nó hướng lên hay hướng xuống nào các bạn nào? Vectơ E nó hướng lên hay hướng xuống các bạn? Nào, anh hỏi bạn. Nếu chúng ta đã xác định được F điện đang hướng lên rồi thì trong tình huống này E nó sẽ hướng lên hay hướng xuống các em ơi? Các em ơi. Chúng ta đang có điện tích là âm, Q là âm, đúng chưa? Thì các bạn phải nhớ là khi Q âm thì F điện nó sẽ cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ cường độ điện trường, đúng không? Thì rõ ràng ở đây là F điện thì hướng lên thì bắt buộc thằng E này nó phải hướng xuống. Xuống. Bạn rõ không? Nó phải hướng xuống. Bạn nhớ điều này vào nhá. E nó phải hướng xuống. Nó phải hướng xuống. Đúng chưa? Thì chắc chắn trong hôm nay E nó sẽ hướng xuống và chúng ta cần đi tìm nốt độ lớn đúng không? Chúng ta cần đi tìm nốt độ lớn này. Đây, chúng ta có một điều sau này bạn nhìn này. Chúng ta sẽ có là g hiệu dụng, chúng ta thay bằng 1 phần 2 của g. 1 phần 2 của g. Đúng không? Thì bằng g trừ đi F điện thay bằng trị đúng của Q nhân E. Và bạn chia cho m. Bạn chia cho m. Tất cả là toàn số luôn. Bạn tìm được ngay E đúng không? Thay số vào này. Thay số vào nhá. Bạn suy ra này. G trừ 1 phần 2 của G là còn lại 1 phần 2 của G. G có rồi là 10. Bằng trị đúng của Q là 2 nhân 10 cũng trừ 6. Các bạn nhân E.
và các bạn chia cho m. M đây là 50 gram, bạn phải đổi ra kg bằng cách nhân 10 mũ trừ 3. Ẩn duy nhất là E. Ẩn duy nhất là E. Đấy, bạn lưu ý ẩn duy nhất nó là E. Được chưa? Đó. G trừ đi 1 phần 2G thì còn lại là 1 phần 2G mà G là 10 thay luôn, đúng không? Thì E ở đây các bạn bấm ra là 125.000 vôn trên mét, vôn trên mét. Đúng chưa? Và bạn đổi ra nó sẽ là 1,25, 1,25 nhân với cả 10 ngũ 125 thì là 10 ngũ 5 đúng không? 10 ngũ 5 vôn trên mét. Vôn trên mét. Đó, đúng không? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ ví dụ 3 nhá. Xem ví dụ 3 nó ở điểm nào. Lưu ý này, ở ví dụ 3 này chắc chắn mức độ nó khoảng tầm 8 rưỡi đến 8,75 rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ ví dụ 3 này, gỡ ví dụ 3 này. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tí xíu nhá, phân tích một tí xíu này, phân tích. Phân tích tí xíu đúng không? Đề bài có một câu quan trọng là cái vector E là vector cường độ chiều nhớ, đổi chiều. Được chưa? Đây, đổi chiều nhưng giữ nguyên độ lớn, nhớ nhá, đổi chiều nhưng giữ nguyên độ lớn. Được chưa? Đổi chiều nhưng cái độ lớn của nó không đổi, tức là E bằng hằng số. Do E là bằng hằng số. Đó, vậy hỏi, vậy rõ ràng lưu ý nhá. Vậy rõ ràng trong tình huống này thì cái lực điện nó sẽ không đổi vì nhớ này, lực điện này thì bằng trị tuyệt đối của Q nhân E nó cũng không đổi. Đó, nhưng nó sẽ thay đổi cái gì lực điện, bạn lưu ý này. Bạn lưu ý là khi thằng E này đổi chiều thì chắc chắn thằng F điện này nó cũng sẽ đổi chiều theo. Bạn nhớ nhá, khi thằng E đổi chiều thì làm cho F điện nó sẽ đổi chiều nhau, chưa bạn? Đó, đến đây bạn suy ra nhớ này, đến đây bạn suy ra là lực điện, nhớ này, bạn suy ra là lực điện trong hai trường hợp, bạn nhớ nhá, lực điện trong hai trường hợp, được chưa, sẽ ngược chiều nhau, nhớ nhá, sẽ ngược chiều nhau, lực điện trong hai trường hợp sẽ ngược chiều nhau. Bạn lưu cái này vào, sẽ ngược chiều nhau, được chưa bạn? Và ở đây bạn nhớ là cái thằng điện trường này đang có phương thẳng đứng đúng không? Bạn nhớ lực điện nó ngược chiều nhau nên chắc chắn sẽ một trường hợp là cộng, một trường hợp là trừ. Bạn nhớ này vào nhá, đây là bạn nhớ kỹ cái này vào. Vậy chắc chắn sẽ có một trường hợp là cộng, một trường hợp là trừ, được chưa bạn? Để suy ra này, sẽ có được chưa, một trường hợp sẽ có này. Rồi, sẽ xảy ra một trường hợp là G hiệu dụng bằng G cộng với cả F điện chia M, và sẽ xảy ra một trường hợp nữa, trường thứ hai là bằng G hiệu dụng này thì sẽ bằng G trừ đi F điện chia M. Được chưa? Vì trong trường hợp này F điện nó ngược chiều nhau, lưu ý nhé, F điện nó ngược chiều nhau nên chắc chắn sẽ có một trường hợp T hiệu dụng, sẽ có một trường hợp G hiệu dụng bằng G cộng F điện chia M, và sẽ có một trường hợp G hiệu dụng bằng G trừ F điện chia M. Đó là cái phân tích đầu tiên của chúng ta, đúng không? Đọc tiếp này. Thì đầu tiên người ta cho các bạn là chu kỳ hiệu dụng T1 này khi chưa đổi chiều điện trường là 1 giây, được chưa các bạn? Còn khi chúng ta đổi chiều điện trường thì T hiệu dụng đề bài cho các bạn là bằng căn 2 giây, được chưa? Thì đến đây chúng ta lại làm một thao tác là lập tỷ lệ đi, được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy T hiệu dụng 1, ta chia cho T hiệu dụng 2, đúng chưa? Ta tất cả bình phương lên thì sẽ bằng G hiệu dụng 2, ta chia cho G hiệu dụng 1, đúng không? Đó, ta chia hiệu dụng 1. Và ta có này, T hiệu dụng 1 là 1, T hiệu dụng 2 là căn 2, hai này bình phương lên, được chưa?
Và chúng ta có tỷ lệ là 1 phần 2, 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. Đúng chưa? 1 phần 2. Đó, bạn thấy không? Thì rõ ràng đây bạn nhìn thấy này, bạn nhìn thấy không? Bạn vì g hiệu, bạn nhìn nhá, g hiệu dụng 2 chia g hiệu dụng 1 là 1 phần 2, thì rõ ràng là g hiệu dụng 2. Đúng không? G hiệu dụng 2. G hiệu dụng 2 nó bằng 1 phần 2 của g hiệu dụng 1, tức là nó nhỏ hơn, lưu ý này, nó nhỏ hơn g hiệu dụng 1. Đúng không? G hiệu dụng 2 đang nhỏ hơn g hiệu dụng 1. Vậy theo các bạn trong tình huống này, nào bạn nhớ này, chúng ta vừa mới lập tỷ lệ, chúng ta thấy là g hiệu dụng 2 đang nhỏ hơn g hiệu dụng 1, và chắc chắn sẽ có một một thằng g là cộng, một thằng g là trừ. Vậy các bạn thử comment lên trong trường này g nào sẽ là g cộng và g nào sẽ là g trừ các em ơi, các em ơi. Nào, để các bạn suy ra g nào sẽ là g cộng và g nào sẽ là g trừ. Nào, bạn lưu ý nhá, trong hai thằng g này sẽ có một thằng g hiệu dụng là cộng và một thằng g hiệu dụng là trừ, và chúng ta vừa mới chứng minh được là g hiệu dụng 2 đang nhỏ hơn g hiệu dụng 1, đúng không? Thì các bạn comment lên thằng g nào sẽ là trừ nào? Thằng g nào sẽ là trừ các bạn? Thì ở đây các bạn nhớ này, vì g hiệu dụng 2 nó nhỏ hơn g hiệu dụng 1 nên trong trường này g hiệu dụng 2 nó phải là bằng g mà bạn trừ đi f điện chia m, f điện chia m. Được chưa? F điện chia m. Bạn lưu ý đây vào. Vì g hiệu dụng 2 nó nhỏ hơn, bạn nhớ nhá, nó nhỏ hơn, bạn lưu ý là trong trường này sẽ có một thằng là cộng, một thằng là trừ. Cộng là lớn hơn, trừ thì nó nhỏ hơn đúng không? Rõ ràng chúng ta vừa mới chứng minh là g hiệu dụng 2 nó nhỏ hơn g. Thì rõ ràng g hiệu dụng 2 nó phải là trừ thì nó mới nhỏ hơn được, đúng không? Và g hiệu dụng 1 thì sẽ bằng g các bạn cộng với cả f điện chia m, f điện chia m. F điện chia m. Được chưa? Các bạn cộng với cả f điện chia m. Được chưa? Đến đây các bạn làm rất nhanh này, các bạn suy ra tiếp này, đến đây bạn suy tiếp này. Bạn suy tiếp. Nào, đến đây bạn nhìn này đây. Bạn lấy g hiệu dụng 2, bạn lấy g hiệu dụng 2, bạn chia cho g hiệu dụng 1, đúng không? G hiệu dụng 1 thì bằng này, bằng g. Bằng g hiệu dụng 2 là g trừ đi f điện trên m, nhìn này, đặt luôn đi. Đặt f điện trên m là x cho nó gọn, nhớ này. Anh đặt luôn nhá, anh đặt f điện trên m bằng x cho nó đỡ phải viết nhiều, mỏi tay. Đặt f điện trên m x, ví dụ rằng là hai thằng đều có f điện trên m này, đặt là x đúng không? Vậy bằng g trừ x. Dưới này là bằng g cộng x, g cộng x. G cộng x. Được chưa? Sẽ là g cộng x. Và đến đây cái tỷ số này thì chúng ta nó đang bằng 1 phần 2, nó đang bằng 1 phần 2, đúng không? Nó là 1 phần 2, đúng chưa? Thì đến đây các bạn hãy tìm ra ngay được mối quan hệ giữa g và x ngay, đúng không? Bạn nhân chéo lên này, 2g trừ 2x bằng g cộng x. Thì đến đây các bạn suy ra ngay là g sẽ bằng 3x, g sẽ bằng 3x. Đó, g sẽ bằng 3x. Được chưa? Thì đến đây các bạn suy ra ngay x thì chính là bằng g chia 3. X thì chỉ bằng g chia 3. Nhớ vào nhá. X chỉ bằng g chia 3. Đó, x chỉ bằng g chia 3. Đúng không? Đó, cuối cùng bạn nhớ khi chúng ta tắt điện trường đi, chúng ta tắt điện trường, tắt điện trường. Thì bạn phải suy ra là E bằng 0, E bằng 0. E bằng 0 thì F điện bằng 0. Bạn nhớ lời vào. Tức là quay lại cái chu kỳ ban đầu, đúng không? Nó quay lại cái chu kỳ ban đầu. Đó. Thì suy ra trường hợp này T thì sẽ bằng 2π căn bậc 2 của L chia G. L chia G. Đó, lưu ý không? Bằng G chia L. Đúng không? Thế nên bạn tính rất đơn giản này. Đến đây bạn làm nào? Đây, đến đây bạn suy ra này. Bạn muốn tính T đúng không? Bạn lấy T. Bạn chia cho T hiệu dụng 1 đi. T hiệu dụng 1. Đúng không? Thì bằng này. Lấy T mà chia cho T hiệu dụng 1 thì bằng căn bậc 2 của G hiệu dụng 1. Chia G. Đúng không? G hiệu dụng 1 chia G. Nào, ta thay vào này, căn bậc 2 g hiệu dụng 1, g hiệu dụng 1 thì bằng g cộng với cả x đúng không? Bằng g x mà x thì bằng g chia 3, g chia 3 chia g. Bạn hiểu vấn đề không? Bạn hiểu vấn đề là g hiệu dụng 1, g hiệu dụng 1 đúng không? G hiệu dụng 1 thì bằng g cộng với cả f điện chia m này. Bạn hiểu vấn đề không? Thay làm tắt luôn nhá. G hiệu dụng 1 thì bằng g cộng f điện chia m.
Mà ép điện chia M chính bằng G chia 3. Vậy ta thay luôn bằng G cộng G chia 3 luôn. Để gọn gàng, viết ít thôi. Thì bằng này, G, G tiêu đúng không? Bằng căn bậc 2, còn lại là căn bậc 2 của 1 cộng với cả 1 phần 3. 1 phần 3, 1 cộng với 1 phần 3. Được chưa? 1 cộng 1 phần 3. Và cái này sẽ là bằng 2, 2 căn 3 chia 3. Mà T hiệu dụng 1 thì là 1, thì đến đây gọi suy ra T ngay đúng không ạ? Suy ra T bằng 2 căn 3 các bạn chia 3 giây. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ ví dụ 4 này. Thì đầu tiên anh sẽ vào cái phần phân tích bài toán cho bạn tí xíu nhá. Phân tích này. Anh sẽ vào phần phân tích bài toán cho các bạn tí xíu này. Phân tích. Phân tích cho bạn. Thì bạn nhớ là chúng ta đang có hai con lắc mang điện là con lắc một này. Con lắc một đúng chưa các bạn? Và con lắc hai là hai con lắc đang mang điện tích và lại được đặt ở trong điện trường đúng không? Đây, mang điện. Mang điện. Thì bạn hiểu này, chu kỳ của nó sẽ đóng vai trò là T hiệu dụng chúng ta học đúng không? Thì bạn lưu ý này. Thì người ta suy ra là T1 ở đây sẽ đóng vai trò là T hiệu dụng 1. Được chưa bạn? Còn T2 của chúng ta sẽ đóng vai trò là T hiệu dụng 2. Hiệu dụng 2. Được chưa bạn? Và có một con lắc không mang điện là con lắc 3. Con lắc 3. Con lắc 3. Được chưa bạn? Không mang điện. Không mang điện. Đó, con lắc 3 không mang điện. Không mang điện. Thì các bạn lưu ý này, một con lắc không mang điện khi đặt ở trong điện trường thì cũng không sinh ra lực điện đúng không các bạn? Thì bạn phải hiểu là chu kỳ của con lắc thứ ba chính là cái chu kỳ khi không chịu tác dụng của ngoại lực, chính là bằng T. Được chưa các bạn? Đó, bạn hiểu vấn đề không? Và đề bài cho các bạn một câu khá là quan trọng như sau. Cái chúng ta đang có một cái vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng. Bạn lưu ý này, lực điện thì luôn cùng phương với vectơ cường độ điện trường. Có thể xảy ra hai tình huống là cùng phương và ngược chiều, hoặc là cùng phương và cùng chiều, nhưng tóm lại là lực điện luôn cùng phương với điện trường, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có một cái tiếp theo như sau. Vì điện trường kiểu vectơ E này có phương thẳng đứng, được chưa? Có phương thẳng đứng. Có phương thẳng đứng này. Vì điện trường có phương thẳng đứng, được chưa các bạn? Nên đến đây các bạn cũng suy ra một điều là F điện cũng có phương thẳng đứng. F điện, được chưa các bạn? Có phương thẳng đứng. Có phương thẳng đứng. Đó, bạn phải suy này ra, thẳng đứng này. Đúng chưa? Thì rõ ràng trong trường này nó chính là trường ngoại lực tác dụng lên theo phương thẳng đứng. Thì bạn phải nhớ trường hợp là ở đây G hiệu dụng sẽ có hai tình huống xảy ra, một là bằng g cộng, hai là bằng g trừ, đúng không các bạn? F điện chia m đó, F điện chia m, được chưa? Và để cho biểu thức nó gọn gàng và đẹp hơn một tí xíu, ta viết như sau: g cộng hoặc trừ x với x của chúng ta đặt là bằng F điện chia m, F điện chia m, được chưa? F điện chia m. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm thao tác, nhìn này, người ta cho các bạn tỉ số này, đây. T1 bằng T3 chia 3, T2 bằng 5T3 chia 3, thì bắt buộc đến đây bạn phải lập tỷ lệ đúng không? Tiếp tục này, ta có. Và anh đã dạy luôn dạy các bạn rồi, khi bạn lập tỷ lệ bạn sẽ lấy T bạn chia cho T hiệu dụng, đúng không? Bạn nhớ bạn lấy T bạn chia T hiệu dụng, đúng không? Vậy ở đây ta lập tỷ số giữa T3 ta chia cho T1, đúng không? Mà T3 chia 1 chỉ bằng T chia cho T hiệu dụng 1. Tất cả bình đi, tất cả bình luôn, đúng không? Thì cái này sẽ bằng cái gì? Cái này sẽ là bằng g hiệu dụng 1, g hiệu dụng 1. Được chưa bạn? Bạn chia cho g, các bạn chia cho g. Đúng chưa? Mà bây giờ bạn có ngay là T1 bằng T3 chia 3, thì T3 chia T1 bằng bao nhiêu nhỉ? T3 chia T1 sẽ là bằng 3 bình phương, 3 bình phương. Đúng chưa? 3 bình phương. Thì đến đây các bạn sẽ suy ra cho anh là g hiệu dụng 1 bằng 9 lần g, 9 lần g. Nào, vậy bạn nhìn này. Bạn nhìn này, trong trường này g hiệu dụng 1 đang bằng 9 lần g, tức là nó lớn hơn g, nó lớn hơn g, thì lớn g ở đây ta giả dấu cộng dấu trừ nào các bạn ơi?
Và ở đây sẽ có một tình huống, có hai tình huống là một là cộng, hai là trừ. Cộng khi g hiệu dụng lớn g, còn trừ khi g hiệu dụng nhỏ g, đúng không? Nào, trong tình huống này các bạn cùng phát biểu lên là g hiệu dụng 1, được chưa? G hiệu dụng 1 đang bằng 9 lần g, đang bằng 9 lần g. Vậy ở đây sẽ là cộng hay là trừ các em ơi? Các em ơi. Nào, là cộng hay là trừ nào? Các bạn nhỉ? Nào, ở đây rõ ràng muốn cái này bằng 9 g phải là bằng g cộng với cả x1, đúng không? Cộng x1. Đó, phải là cộng x1. Đúng chưa? Thì đến đây các bạn sẽ suy ra được luôn, bạn suy được ngay là x1 sẽ bằng 8 lần g. 8 lần g, đúng không? Mà x1 tính nào? X1 bằng trị tuyệt đối của q1 nhân e mà chia cho m, chia cho m. Chia m. Đó, chia m. Được chưa bạn? Ra nơi này, bạn đặt cái này là 1, bạn đặt cái này là 1. Tương tự ta làm tiếp này, ta làm tiếp. Ta sẽ lấy T3, ta chia tiếp cho T2, đúng không? Tất cả bình phương lên. Mà T3 chia T2 chính là T chia cho T hiệu dụng 2, tất cả bình phương bằng. Thì ở đây lập tỷ lệ lên thì nói chúng ta ra là bằng G hiệu dụng 2, ta chia cho G, ta chia G, đúng không? Mà T2 bằng 5T3 chia 3, đúng không? T2 bằng 5T3 chia 3 thì T3 chia T2 sẽ là bằng 3/5, 3/5 tất cả bình phương, đúng chưa? Chỉ là phần tỷ lệ thôi. Thì đây các bạn đã suy ra được là G hiệu dụng 2 sẽ là bằng 9/25 của G, 9/25 của G. Và các bạn thấy rõ ràng trong tình huống này G hiệu dụng 2 đang nhỏ hơn G, đang nhỏ hơn G, đúng không? Nhỏ hơn thì sẽ phải là trừ, đúng không? Vậy đây sẽ là G trừ đi x2. Vì đây là điện tích Q2, chúng ta phải ký hiệu là x2, đúng không? Thì từ đây các bạn sẽ tìm ra được ngay x2 bằng bao nhiêu nhỉ? 1 mà trừ đi 9/25, 1 mà trừ đi 9/25 thì sẽ còn lại là 16/25 của G, đúng không? Mà x2 của chúng ta bằng trị tuyệt đối của Q2, các bạn nhân E và các bạn chia M, được chưa? Và đây bạn kiểu này là 2. Đó, đi đến đây bạn lập tỷ lệ một cái này. Bạn lập tỷ lệ một cái ra ngay ở đây, đến đây bạn lập tỷ lệ nhá. Bạn nhìn này. Nào, đây bạn lấy 1 chia 2 nhé, bạn lấy 1 chia 2 này, đúng không? Đấy là bạn suy ra một cái này, bạn lập tỷ lệ này, bạn lấy 1, được chưa? Các bạn chia 2, các bạn chia 2, đúng không? Bằng bao nhiêu? Nào, lấy 1 chia 2 đúng không? Vậy nhìn này, 8G chia cho 16/25 của G thì sẽ ra là bao nhiêu? 25/2, đúng không? Bằng 25/2. Được chưa? 25/2 bằng này. Nào, bạn lấy hàng này đây, bạn lấy thằng này, vế này, chia này, đúng không? Thì rõ ràng E triệt tiêu này, M triệt tiêu này, và nó còn lại là độ lớn Q1 chia cho độ lớn Q2. Nhưng ở đây các bạn lưu ý này, nếu bạn khoanh đáp án là dương 25/2 thì các bạn sẽ bị mất điểm ngay, mặc dù bạn tính đến đây là không có gì sai cả. Nhưng ở đây nó âm hay nó dương các em nhỉ? Là ở đây nó âm hay nó dương các bạn ơi? Đấy, cái điều quan trọng nhất là ở đây Q1, tỷ lệ giữa Q1 nó âm hay nó dương mới là điều quan trọng nhất. Vì ở đây chúng ta đang có độ lớn, đúng không? Độ lớn Q1 trên Q2 thì bằng 25/2. Thì chúng ta sẽ xảy ra hai tình huống. Một là tỷ số này dương, hai là tỷ số này âm. Vậy phải cần một cái suy luận nhỏ nhỏ như sau. Các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ cần một cái suy luận nhỏ nhỏ như sau. Các bạn nhìn này, tập trung một tí xíu nhá. Ví dụ này đây, anh có đây nhá, đây là giả sử này, quả cầu thứ nhất đây, chưa? Có bên này là quả cầu thứ hai đây, suy luận một tí nó ra thôi, quả cầu thứ hai đây, được chưa bạn? Thì bạn nhìn này, hai thằng này thì các trọng lực p nó đều thẳng được xuống dưới hết, đây là p, đúng không? Đây là p, gọi nghe giảng nhá, được chưa? Nhưng ở trong bài toán này người ta cho bạn là cái vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, nhưng mà người ta chưa cho bạn biết là thẳng đứng hướng lên hay thẳng đứng hướng xuống, chỉ cho bạn biết một điều là nó có phương thẳng đứng thôi. Vậy ta gỡ kiểu gì nhỉ? Nào, ta gỡ kiểu gì?
Nào ta gỡ kiểu gì các bạn? Nào nhớ này, đây là con lắc thứ nhất đúng không? Đây là con lắc thứ nhất. Rồi, con lắc thứ nhất này. Đây là con lắc thứ hai. Thì bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, ở trong phần lý thuyết đã dạy các bạn rồi. Ở cái con lắc thứ nhất đang xảy ra độ cộng này. Bạn lưu ý nhá, nó đang xảy ra độ cộng này. Được chưa? Bạn nhớ này. Rồi, G hiệu dụng 1 bằng G cộng với cả x1 cộng với cả x1. Được chưa? Số cộng xảy ra khi chúng phải khi lực điện với cả trọng lực P phải cùng chiều với nhau. Nhắc lại nhá, đây là ở phần lý thuyết, cái dấu cộng xảy ra khi lực điện và trọng lực P phải cùng chiều với nhau thì mới xảy ra cộng được, đúng không các bạn? Nên đối với con lắc thứ nhất thì cái S điện nó hướng cùng chiều với P như này. S điện như này. S điện 1 đây. Được chưa? Còn đối với con lắc thứ hai thì sao? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá. Ở cái con lắc thứ hai thì cái dấu này là dấu trừ đây, G hiệu dụng 2 bằng G trừ đích 2, đúng không? Mà ở phần lý thuyết đã dạy các bạn rất kỹ rồi. Ở đây xảy ra dấu trừ tức là sao? Tức là F điện với cả trọng lực P nó phải ngược chiều nhau thì nó mới trừ đi nhau được. Nhắc lại, dấu cộng xảy ra khi hai lực cùng chiều, dấu trừ xảy ra khi hai lực ngược chiều nhau, phải nhớ kiểu này vào, được chưa? Vậy ở cái con lắc thứ hai thì lực điện chúng ta sẽ vẽ hướng lên như này. Đây, lực điện chúng ta sẽ vẽ hướng lên như này. Được chưa? F điện 2 như này. Vậy theo các bạn trong trường này hai cái điện tích này nó như thế nào so với nhau? Các bạn nghe này, bây giờ anh giả sử nhá, bây giờ anh giả sử đi. Anh giả sử là vectơ cường điện trường thẳng đứng hướng xuống, đây hướng xuống này. Đúng không? Hướng xuống như này. Thì trong tình huống anh giả sử như thế này thì điện tích Q1 nó dương hay nó âm các bạn nhỉ? Nào. Trong tình huống anh đang giả sử vectơ cường đồ điện trường nó thẳng đứng hướng xuống đây, đứng hướng xuống. Như này. Đúng không? Thì bạn nhìn này, F điện 1 nó cũng thẳng đứng hướng xuống. Vậy rõ ràng nó đang cùng chiều này, đang cùng chiều. Đúng không? Đang cùng chiều với nhau. Thì ở đây Q1 nó sẽ mang điện tích dương, mang x dương. Còn Q2 thì sao? Các bạn nhìn này, F điện 2 thẳng đứng hướng lên, S2 thẳng đứng hướng lên, E thẳng đứng hướng xuống, E thẳng đứng hướng xuống. Đúng chưa? Thì hai cái này nó ngược chiều nhau. Vậy trong tình huống này thì điện tích thứ hai nó sẽ âm. Điện thứ hai nó sẽ âm. Được chưa bạn? Còn một số bạn bảo anh như sau, do anh giả sử nó hướng xuống, nhỡ bây giờ nó hướng lên thì sao? Chúng ta làm luôn, không có gì cả đây. Giả sử nhá, nó hướng lên như này. Nó hướng lên như này. Đúng không? Giả sử nó hướng lên như này nhá. Có hai tình huống đúng không? Đây bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Đây bạn nhìn này. F điện hướng xuống, thằng này hướng lên thì trong tình huống này thằng này lại mang điện âm. Còn thằng này thì lại mang điện dương. Nhưng tóm lại cả hai trường hợp thì đều là một thằng dương và một thằng âm. Một thằng mang điện tích dương và một thằng mang điện tích âm thì chắc chắn tỷ số này nó phải âm hay nó dương các bạn ơi. Nào các bạn ơi, trong mọi trường hợp dù bạn vẽ hướng lên hay bạn vẽ hướng xuống thì hai điện tích Q1 và Q2 nó luôn trái dấu nhau, một thằng dương thì thằng kia âm và ngược lại. Vẽ hỏi bạn cái tỷ số này nó sẽ âm hay nó dương các bạn? Phát biểu lên nào các bạn ơi. Nào các bạn phát biểu lên các bạn ơi, nó dương hay nó âm nào? Nào các bạn đâu hết rồi, phát biểu lên nào. Cái này nhớ bạn chỉ cần khoanh đáp án là 25 phần 2 là các bạn sẽ bị mất điểm trực tiếp luôn. Nào anh hỏi các bạn nó âm nó dương nào? Đến đây các bạn phải suy ra một điều là cái thằng Q1 và Q2 này nó sẽ âm, nó sẽ âm. Được chưa? Nó sẽ âm. Và ở đây bạn tính ra nó sẽ là trừ trừ 25 phần 2 trừ 25 phần 2. Bạn lưu ý điều này vào. Đó, bạn nhớ kỹ điều này vào. Được chưa? Chứ ở đây mà bạn mà khoanh. Được chưa? 25 phần 2 là bạn sai. Nó phải là trừ 25 phần 2 vì ở đây hai điện tích nó trái dấu nhau, nó trái dấu nhau. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn phải lưu ý điều này vào. Chữa cẩn thận vào. Chưa?
Và đây anh sẽ cho các bạn một cái kinh nghiệm nho nhỏ này, để các bạn khi bạn gặp lại bài này, bạn có thể loại đáp án và bạn có thể biết được luôn là nó dương hay nó âm. Bạn nhớ này, cái kinh nghiệm này nó cực kỳ nhanh luôn, nó cực kỳ nhanh luôn. Các bạn phải nhớ điều này vào cho anh này. Đây, anh sẽ tặng các bạn một cái kinh nghiệm, được chưa? Khi anh ôn thi, anh thấy điều này nó xảy ra và nó luôn đúng, anh tặng các bạn luôn. Được chưa? Đó, những kinh nghiệm này có thể giúp các bạn giảm bớt thời gian làm đi rất là nhiều, kinh nghiệm này. Bạn nhớ nhá, đối với cái dạng bài tập mà con lắc đơn, nó trong một bài tập có 3 con lắc đơn, được chưa? Với một con lắc đơn không mang điện, hai con lắc đơn còn lại mang điện. Bạn nhớ nhá, nghe kinh nghiệm này, đối với những dạng bài có liên quan tới lực điện, và ở đây có 3 con lắc đơn, một con lắc đơn không mang điện, một con lắc đơn mang điện tích, còn hai con lắc, nhớ này, một con lắc đơn thì không mang điện này, hai con lắc đơn còn lại thì mang điện tích, đúng không? Thì sẽ có một cái kinh nghiệm nho nhỏ như sau, bạn nhớ này. Thì trong bài tập đó chúng ta sẽ luôn tồn tại ba cái thằng chu kỳ, đúng không? Một là chu kỳ của thằng không mang điện là T này, hai là thằng tiếp theo là T1 này, tiếp tục là T2 này. T2, chưa ạ? Thì đến đây chúng ta sẽ có hai tình huống xảy ra như sau. Bạn nhớ này. Bạn nhớ nhá, đây anh sẽ viết ở trên này cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi, anh sẽ viết đoạn trên này nhá, vì dưới này nó hết chỗ rồi. Anh xóa bên này đi nhá, để anh viết cho các bạn trên này này. Rồi, cho nó rộng rãi ra. Các bạn nhớ của anh kinh nghiệm này vào nhá. Được chưa? Rất quan trọng luôn. Đây, viết lên trên cho bạn xem nhá, kinh nghiệm. Được chưa? Chúng ta có 3 chu kỳ T này, T1 này, T2 này. Được chưa? Thì trường hợp đầu tiên xảy ra như sau, bạn nhớ này, nếu nếu được chưa? Nếu nếu được chưa? T1 nhỏ hơn T và nhỏ hơn T2. Đó. Và lưu ý nhá, nếu T1 nhỏ hơn T, nhỏ hơn T2, hoặc cũng có thể viết này, đây, T2 nhỏ hơn T và nhỏ hơn T1, nó là một kiểu thôi. Đó, tóm lại tức là sao? Cái thằng chu kỳ của con lắc đơn không mang điện nó sẽ lớn hơn một thằng chu kỳ và nó nhỏ hơn một thằng chu kỳ, tức là giống như bài này thì chắc chắn điện tích ở đây nó phải âm, được chưa bạn? Như này vào Q1 nhân Q2 nó sẽ âm, tức là một thằng dương và một thằng âm, được chưa bạn? Hoặc chờ tiếp theo, nếu 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 cái chu kỳ của thằng không mang điện ấy nó như này, nó nhỏ hơn cả hai thằng chu kỳ, tức là T1 nhỏ hơn T2, hoặc nó lớn hơn cả hai chu kỳ như này, thì chắc chắn là hai hai cái điện tích này nó phải cùng dấu nhau. Bạn nhớ anh hai cái mẹo này vào, được chưa? Nó có hai tình huống, được chưa bạn? Nếu thằng chu kỳ của cái con lắc đơn không mang điện lớn hơn một thằng mà và nhỏ hơn một thằng, thì chắc chắn hai điện tích nó sẽ trái dấu nhau. Còn nếu chu kỳ của con lắc đơn không mang điện nó nhỏ hơn cả hai thằng hoặc nó lớn hơn cả hai thằng, để cho bạn, thì chắc chắn hai thằng này nó phải cùng dấu nhau. Đây. Các bạn nhớ cái chú ý này vào nhá, được chưa? Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy, một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy khi thang máy đứng yên, khi thang máy đứng yên. Được chưa? Thì con lắc đơn dao động với chu kỳ là 2 giây. Thì con lắc đơn dao động với chu kỳ là 2 giây, được chưa bạn? Lấy G bằng 10 mét trên giây bình phương. Lấy G bằng 10 mét trên giây bình phương, bạn nhớ nhá, khi thang máy đứng yên thì con lắc đơn dao động với chu kỳ là bằng 2 giây. Lấy G bằng 10 mét trên giây bình phương. Và ở câu A là để bài cho bạn là thang máy chuyển động lên trên. Thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều. Thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc là 2 mét trên giây bình phương. 2 mét trên giây bình phương. Thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc bằng 2 mét trên giây bình phương. Nào,
anh sẽ hướng dẫn mẫu các bạn luôn câu A, vì đây nó liên quan tới một loại lực mới là lực quán tính, được chưa ạ? Thì các bạn nốt lại đề bài, sau đó các bạn nghe hướng dẫn của anh mẫu câu A này để các bạn có thể biết hướng đi đối với bài toán liên quan tới lực quán tính là như thế nào. Thì đầu tiên các em cần phải nhớ một điều như sau này. Bạn nhớ nhá, chúng ta đã có ở phần lý thuyết là vectơ lực quán tính, được chưa? Vectơ lực quán tính thì bằng trừ m nhân với cả vectơ a, được chưa bạn? Cái a này là gia tốc của cái thang máy, của cái ô tô đang chuyển động biến đổi đều, được chưa bạn? Thì đây các bạn phải nhớ một cái nốt lý thuyết là lực quán tính, được chưa bạn? Thì luôn cùng phương nhưng ngược chiều với thằng gia tốc a, phải nhớ kiểu này vào, đúng chưa? Phải nhớ kỹ điều này vào đó. Và ở đây cái tổng quát của chúng ta thì rõ ràng là P trọng lực hiệu dụng nó vẫn xảy ra hai tình huống là bằng P cộng hoặc trừ, nhưng ở đây là cộng hoặc trừ F quán tính, F quán tính, được chưa bạn? Sau đó chúng ta lại làm một thao tác là chia đồng thời cả hai vế, chia đồng thời cả hai vế cho M, đúng không? Chia đồng thời cả hai vế cho M thì đây ta có là bằng G hiệu dụng, P hiệu dụng chia M là ra G hiệu dụng, đúng không? P chia M thì ra G, cộng hoặc trừ F quán tính mà ta chia M thì nó ra A. Ra A, bạn phải nhớ này vào. Rồi, được chưa? Nhưng mà quan trọng nhất thì bạn phải hiểu là cộng khi nào trừ thì bạn phải phải làm ra. Được chưa? Đó, lưu ý cho bạn vào nhá. Cộng khi hai lực cùng chiều và trừ khi hai lực ngược chiều, cứ nhớ điều đó là xong. Xảy ra dấu cộng khi hai lực cùng chiều, còn xảy ra dấu trừ khi hai lực ngược chiều nhau. Đó, ta cùng vẽ hình ra nhá. Ta cùng vẽ hình này. Chúng ta có một cái thang máy như này. Đây, chúng ta có một cái thang máy như này, để cho bạn. Và ở câu A là thang máy đang đi lên trên, đang đi lên trên. Rõ ràng là thang máy đi lên trên thì cái hướng của vận tốc là phải hướng lên đây. Bạn nhìn nhá, thang máy đi lên đúng không? Thì rõ ràng là chuyển động của thang máy là hướng lên. Đây là vectơ vận tốc. Đây là vectơ vận tốc. Đúng chưa các bạn? Mà ở đây đề bài cho bạn một cái câu rất rõ là thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Được chưa? Thang máy, được chưa? Chuyển động nhanh dần đều. Nhanh dần đều. Thì các bạn phải lưu ý một điều là khi thang máy chuyển động nhanh dần đều thì cái vectơ vận tốc với vectơ gia tốc là cùng chiều với nhau, được chưa? Cái kiến thức này phải nhớ vào. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc nó phải cùng chiều với nhau. Vậy ở đây gia tốc nó cũng phải hướng lên để cùng chiều vận tốc. Đây, gia tốc đây hướng lên như này. Đúng không? Đây là gia tốc. Vậy rõ ràng theo tính chất thì lực quán tính nó phải luôn ngược chiều gia tốc, đúng không? Đây, lực quán tính thì nó phải luôn ngược chiều với gia tốc, đúng không? Mà gia tốc của chúng ta hướng lên thì rõ ràng lực quán tính của chúng ta nó phải hướng xuống như này. Nó phải hướng xuống như này. Đúng không? Đây là F quán tính. Và rõ ràng F quán tính hướng xuống như này thì nó đang cùng chiều với P, đúng không? Trọng lực P thì luôn thẳng đường hướng xuống. Trọng lực P thì luôn thẳng đường hướng xuống. Vậy ở trong tình huống này, P với F quán tính là đang cùng chiều với nhau. Mà cùng chiều thì chắc chắn sẽ là cộng. Được chưa? Đó, cứ nhớ cái này vào. Cộng A. Xong ngay. Đúng không? G có chưa? G là 10. Gia tốc là bằng 2. Vậy G hiệu dụng chúng ta ra là 12 mét trên giây bình phương. Đúng chưa? 12 mét trên giây bình phương. Vậy làm thế nào để chúng ta có chu kỳ? Bạn nhìn này. Cái thằng T0 này là cái chu kỳ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên. Mà thang máy đứng yên thì rõ ràng là chưa chưa chuyển động, đúng không? Thang máy đứng yên tức là nó chưa chuyển động. Tức là trong trường hợp này gia tốc của thang máy bằng 0, khi nó đứng yên thì gia tốc bằng 0, mà gia tốc của thang máy bằng 0 thì làm cho lực quán tính cũng bằng 0. Vậy cái trường hợp đứng yên này là trường hợp mà khi có lắc đơn nó chưa chịu tác dụng của lực quán tính, đúng không? Thì đây ta sẽ lập tỷ số sau này, bạn nhìn này. Ở đây nha, ta lấy T ta chia cho T hiệu dụng, đúng không? Ta lấy T ta chia T hiệu dụng thì sẽ bằng căn bậc 2 của G hiệu dụng mà các bạn chia G.
Đúng chưa? Bằng căn bậc 2, G hiệu dụng có rồi là 12, G của chúng ta là 10. Đúng chưa? Đó. Vậy cái này của chúng ta là bằng 2 chia cho T hiệu dụng. Chưa? Và các bạn bấm ra ngay T hiệu dụng. Đó. Là chu kỳ của con lắc đơn khi thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều. Thì ở đây các bạn tìm ra cái thằng T hiệu dụng ấy thì nó là bao nhiêu nhỉ? 2 mà chia cho căn bậc 2 của 12 chia 10 thì nó sẽ là 1,83 đúng không nhỉ? Đúng không bạn ơi? 1,83. Được chưa? Giây, 1,83 giây. Đấy, bạn nhìn cách hướng dẫn. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chữ câu B là thang máy chuyển động lên trên chậm dần đều với gia tốc là 2 mét trên giây bình phương, đúng không? Thì các bạn cứ vẽ hình vào, thấy chưa? Mới học thì cứ vẽ hình vào. Đó, cứ một hình một bên và chúng ta trình bày ở bên. Được chưa? Thì thang máy vẫn đang đi lên trên, đúng không? Thang máy thì vẫn đang đi lên trên như này. Thì rõ ràng hướng vận tốc của thang máy là lên trên. Đúng chưa bạn? Và trong trường hợp này thang máy chuyển động chậm dần đều. Đúng không? Thì thang máy khi chuyển động chậm dần đều thì cái vector vận tốc của nó với cái thằng gia tốc của nó là sẽ phải ngược chiều nhau, phải như này vào. Vậy vận tốc thì hướng lên thì bắt buộc gia tốc nó phải hướng xuống như này. Đúng không? Mà lực quán tính thì lại ngược chiều gia tốc. Lực quán tính thì lại ngược chiều gia tốc. Vậy trong tình huống này ép quán tính nó hướng lên, đúng không? Đó, trong trường này ép quán tính thì nó hướng lên như này. Đây là ép quán tính. Chưa bạn? Thì bạn nhớ là trọng lực P thì nó luôn hướng xuống. Vậy trong trường của câu B thì ép quán tính nó đang cùng phương và ngược chiều với cả trọng lực P. Thì đến đây khi nó ngược chiều thì G hiệu dụng phải bằng G trừ đi A. Các bạn cứ nhớ là ngược chiều thì là trừ, còn cùng chiều thì là cộng. Được chưa các bạn? 10 chúng ta trừ đi 2 chúng ta ra là 8 mét trên giây bình phương. Đúng chưa? Sau đó chúng ta tính luôn, ta lấy T ta chia cho T hiệu dụng. Đúng chưa? Thì bằng căn bậc 2 của G hiệu dụng chúng ta có rồi là 8 và G ban đầu của chúng ta có rồi là 10, làm tắt bớt đi, đúng không? Và đến đây chúng ta tìm ra ngay được T hiệu dụng, Được chưa? Chúng ta tìm được T hiệu dụng. Và đây T hiệu dụng chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta sẽ có là bằng căn 5 giây, căn 5 giây. T hiệu dụng chúng ta bằng căn 5 giây. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chữa câu C. Thang máy chuyển động đi xuống chậm dần đều với gia tốc là 1,5 mét trên giây. Đúng chưa? Thì chúng ta cứ vẽ hình ra là ra rồi đúng không? Đây cái thang máy đây. Và trong trường này thang máy nó đang đi xuống này, thang máy đi xuống. Mà khi thang máy đi xuống thì cái vận tốc của thang máy là hướng xuống. Đúng chưa? Mà trong trường này thang máy chuyển động chậm dần đều. Thang máy chuyển động chậm dần đều thì rõ ràng là gia tốc nó phải ngược chiều vận tốc thì gia tốc nó hướng lên như này. Đúng không? Vậy ép quán tính của chúng ta sẽ hướng xuống như này. Cứ nhớ điều này vào, ép quán tính thì luôn ngược chiều của gia tốc thì ép quán tính chúng ta sẽ hướng xuống như này. Đúng không? Thì rõ ràng ở tình huống này ta có ngay cái thằng trọng lực P nó đang luôn cùng phương và cùng chiều với cái ép quán tính. Vậy ở đây cùng chiều thì G hiệu dụng sẽ bằng G cộng với cả A, cứ nhớ cùng thì cộng, ngược thì trừ, thế thôi. Là nó ra hết mọi bài, được chưa? Thì chúng ta có là 10, chúng ta cộng với cả 1,5 thì chúng ta có là 11,5 mét trên giây bình phương. Sau đó lại lập tỷ lệ một cái ngay này, T chia cho T hiệu dụng. Đúng không? Bằng căn bậc 2 của G hiệu dụng chia G. G hiệu dụng là 11,5, G là 10. G là 10. Được chưa? Thì đến đây các bạn tìm ra được cái thằng T hiệu dụng ấy, nó bằng bao nhiêu nhỉ? Bạn tìm ra thằng T hiệu dụng có phải ra là 1,865 các bạn ơi. Có phải bạn tìm ra thằng T hiệu dụng là 1,865 không nhỉ? 1,865 giây. Giây.
Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chơi câu D này. Để chu kỳ có lắc giảm 10% so với lúc đứng yên thì thang máy phải chuyển động như thế nào với gia tốc bằng bao nhiêu, đúng không? Vậy người ta yêu cầu đây, chu kỳ giảm đi, tức là người ta nói là cái chu kỳ khi cái thang máy chuyển động thì nó là chính là tây hiệu dụng, đúng không? Giảm đi 10% tức là nó bằng chu kỳ ban đầu, trừ đi 10% của chu kỳ ban đầu. Chào bạn. Để chu kỳ lắc giảm 10% so với lúc đứng yên tức là bằng chu kỳ ban đầu trừ đi 10% của chu kỳ ban đầu, đúng không ạ? Mà cái chu kỳ ban đầu đang kêu là T0 ấy, chưa ạ? Thì cái này nó sẽ là còn lại là 90%, 90% của T0, đúng không? Mà 90% chính là 0,9 T0. Tức là chu kỳ tây hiệu dụng sẽ bằng 0,9 lần chu kỳ ban đầu, được chưa bạn? Sau đó đến đây chúng ta sẽ lập tỷ lệ này, lấy T0 ta chia cho tây hiệu dụng, đúng không ạ? Thì bằng căn bậc 2 của g hiệu dụng, các bạn chia g, đúng không? Và T0 mà chia tây hiệu dụng ở đây sẽ là bằng 1 chia cho 0,9, đúng không? Mà 1 chia 0,9, 1 chia 0,9 thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? 1 mà chia 0,9 nó là 10/9 đúng không? Nó là 10/9 này. 10/9 thì đây các bạn bình phương luôn, có là g hiệu dụng, được chưa? Các bạn chia g, các bạn 10 hiệu dụng luôn bằng này. Bạn bình phương luôn là 100 phần 81 g, 100 phần 81 của g. Và rõ ràng trong tình huống này g hiệu dụng đang lớn hơn g, thì phải bằng g cộng a, Ok chưa? G cộng a. Và đến đây các bạn có a rồi, à bạn có g đúng không? Bạn có g rồi. Bạn thay vào chắc chắn bạn tìm ra được a ngay đúng không? Vậy đây bạn suy ra này. 100 phần 81 mà trừ đi 1 thì đây là còn lại là 19 phần 81. 19 phần 81 này, các bạn nhân g là 10 này, đúng chưa bạn? Thì bằng a. Và đến đây các bạn tìm ra ngay được gia tốc của chúng ta. Gia tốc bạn tìm ra là 2,35, đúng không nhỉ? 2,35 mét trên giây bình phương. Và ở đây các bạn lưu ý là gì? Là thang máy sẽ chuyển động với cái thằng gia tốc là 2,35 mét trên giây bình phương. Nhưng chúng ta phải xét xem là thang máy nó chuyển động đi lên hay chuyển động đi xuống. Và tính chất của nó là chuyển động nhanh dần hay chuyển động chậm dần. Các bạn lưu ý điều này vào. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ vẽ hình vào nhá. Chúng ta sẽ vẽ hình vào. Chưa? Thì bạn lưu ý này, trọng lực P của chúng ta thì luôn thẳng được xuống dưới như này đúng không? Trọng lực P như này. Thì các bạn lưu ý này, trong trường hợp này sẽ xảy ra dấu cộng, bạn nhớ nhá. Trong trường hợp này sẽ xảy ra dấu cộng, nhớ là cộng là cùng chiều đúng không? Vậy chúng ta sẽ phải ép quán tính cùng chiều B thì ép quán tính hướng xuống này này. Ép quán tính là hướng xuống như này này. Được chưa? Mà ép quán tính hướng xuống thì gia tốc nó sẽ hướng lên như này. Rồi, bạn nhớ nhá, vì gia tốc nó luôn ngược chiều ép quán tính. Đúng không? Em có tính như này. Đó. Thì đến đây bạn lưu ý này, thang máy thì nó có hai hướng đi, một là nó có thể đi lên, hai là nó có thể đi xuống. Vậy bạn nhìn này. Trong tình huống anh giả sử thang máy đi lên. Anh giả sử thang máy đi lên. Vậy ở trong tình huống này khi thang máy đi lên thì anh hỏi các bạn tính chất chuyển động của thang máy là nhanh dần đều hay chậm dần đều các bạn ơi. Nào các bạn ơi, trong tình huống thang máy đi lên, được chưa? Thang máy đi lên thì sẽ là nhanh dần đều hay là chậm dần đều các bạn ơi? Ở đây phải có hai tình huống xảy ra nhé, bạn nhìn này, bạn nhìn cho anh cái hướng chủ động là nó đang hướng lên, bạn nhớ này, đang đi lên đúng không? Gia tốc cũng đi lên, tức là vận tốc và gia tốc đang cùng chiều nhau. Vậy ở trong tình huống này là chuyển động nhanh dần đều đi lên, chào bạn. Vậy chiều đầu tiên là thang máy sẽ chuyển động nhanh dần đều, được chưa? Đi lên, nhanh dần đều đi lên với gia tốc A bằng 2,35 mét trên giây bình phương. Nhưng sẽ còn một tình huống nữa xảy ra như sau. Nếu thang máy đi xuống thì sao? Đây bạn nhìn này. Nếu thang máy đi xuống thì sao? Đây. Giả sử thang máy đi xuống đúng không? Giả sử thang máy đi xuống như này. Đây. Giả sử thang máy đi xuống như này thì sao? Bạn lại nhìn tiếp. Chiều chuyển động là hướng xuống đúng không? Gia tốc thì lại hướng lên như này. Đúng chưa? Thì nó đang ngược chiều nhau. Vậy tính chất của thang máy là chuyển động chậm dần đều. Vậy
Trường tiếp theo là chuyển động chậm dần đều. Chuyển động chậm dần đều. Được chưa? Đi xuống, đi xuống. Chuyển động chậm dần đều đi xuống với gia tốc vẫn bằng 2,35 mét trên giây bình phương. Đó.